Thông tin tiểu sử ca sĩ Hoài Lâm là ai? Sự nghiệp âm nhạc và cuộc sống đời thường. Ca sĩ Hoài Lâm sinh ngày 1 tháng 7 năm 1995, có tên khai sinh là Nguyễn Tuấn Lộc, tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, miền Tây Nam Bộ, Việt Nam. Anh là con một, được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của Hoài Lâm là một nghệ sĩ cải lương, từng có thời gian hoạt động nghệ thuật cùng nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên, một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bố đẻ của Hoài Lâm tên là Nguyễn Văn Mở, mẹ của Hoài Lâm tên là Thái Thanh Loan. Hai ông bà tham gia quản lý một đoàn nghệ thuật cải lương tại tỉnh Vĩnh Long, chuyên tổ chức các buổi biểu diễn cải lương tại các hội chợ ở Vĩnh Long. Năm 2008, khi anh mới có 13 tuổi thì Hoài Lâm lên TP, Hồ Chí Minh để xin theo học nghề và diễn xuất với nghệ sĩ Hài Hoài Linh qua sự giới thiệu của cha ruột. Sau một thời gian thì anh cũng được nhận làm con nuôi và được nghệ sĩ Hoài Linh đặt nghệ danh là Hoài Lâm. Ngoài việc truyền đạt các kỹ năng nghề nghiệp, Hoài Linh cũng giới thiệu cho Hoài Lâm tham gia một số chương trình hài kịch, ca nhạc. Anh cũng thường xuyên cho Hoài Lâm tham gia các chương trình của mình, có thể diễn cùng hoặc phụ trách vai trò hậu cần. Hoài Lâm thường gọi Hoài Linh là bố, để phân biệt với cha ruột, gọi là cha. Qua sự giới thiệu của Hoài Linh, Hoài Lâm được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận làm học trò và hướng dẫn luyện thanh, truyền đạt các kỹ năng sân khấu. Một số thông tin cho rằng việc Đàm Vĩnh Hưng giúp Hoài Lâm là để đáp lại việc Hoài Linh đã giúp đỡ Đàm Vĩnh Hưng khi mới vào nghề ca sĩ trước đây. Tuy là ca sĩ trẻ nhưng Hoài Lâm có diện người hâm mộ khá đa dạng do anh thể hiện được thành công nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ nhạc trữ tình, nhạc vàng, nhạc mang âm hưởng dân ca, cải lương, vọng cổ, hát sẩm đến nhạc trẻ. Anh có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau như trống, piano, guitar. Sự hâm mộ Hoài Lâm trong công chúng một phần do hiệu ứng đặc biệt từ thành công của chương trình Gương Mặt Thân Quen 2014. Bên cạnh đó, Hoài Lâm cũng chiếm được cảm tình của người hâm mộ vì đã chọn theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương, là một điểm đặc biệt nổi trội so với các ca sĩ trẻ khác. Ngoài ra, hình ảnh Hoài Lâm xây dựng khá thân thiện, gần gũi với công chúng, ít bị scandal, có tư cách đạo đức tốt, giao tiếp lịch thiệp, đúng mực với công chúng ở mọi tầng lớp. Anh cũng luôn được bạn bè đồng nghiệp quý mến vì tính cách dễ thương, thân thiện, lịch sự, nhã nhặn, lễ phép. Bên cạnh đó, gương mặt thư sinh, hiền hòa gây được nhiều thiện cảm cho người hâm mộ. Các fan club Hoài Lâm phủ sóng rộng rãi cả trong nước và hải ngoại với đủ mọi lứa tuổi. Một trong những màn xuất hiện đầu tiên của Hoài Lâm với vai trò ca sĩ là ở live show Câu Hát Tình Quê kỷ niệm 9 năm ca hát của nữ ca sĩ Bích Thảo vào ngày 4 tháng 3 năm 2009 tại sân khấu Cầu Vồng 126, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc truyền đạt các kỹ năng nghề nghiệp, Hoài Linh cũng giới thiệu cho Hoài Lâm tham gia một số chương trình hài kịch, ca nhạc. Không những thế, nam danh hài còn tìm cơ hội cho con trai nuôi đứng trên những sân khấu lớn. Nhờ đó mà giọng ca sinh năm 1995 dần được khán giả biết đến. Tuy nhiên, tên tuổi của con trai nuôi Hoài Linh chỉ thực sự chú ý khi đăng quang Gương Mặt Thân Quen 2014. Thời điểm đó, anh gây ấn tượng với người hâm mộ bởi vẻ ngoài điển trai, phong độ và những màn hóa thân xuất sắc vào nhân vật Hà Thị Cầu, Sơn Tùng MTP, nghệ sĩ Thanh Nga. Nhờ tài năng vốn có cùng sự tư vấn của ba nuôi, Hoài Lâm xuất sắc giành ngôi vị quán quân trong sự ủng hộ của khán giả. Thành tích nổi bật này giúp Hoài Lâm đắc sâu với mức cát-xê cao hơn so với thời điểm mới vào nghề. Bên cạnh việc ca hát, anh còn được nhà sản xuất ưu ái dành lời mời tham gia những dự án phim như Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Tí Tôi Là Cao Thủ. Vào tháng 10 năm 2018, Hoài Lâm tuyên bố tạm thời giải nghệ 2 năm. Tuy nhiên sau đó anh có một thời gian ngắn tham gia một số hoạt động nghệ thuật trong năm 2019. Hoài Lâm đã tham gia với vai Hoàng tử Caribe trong kịch Phù Thổ và Tám Nàng Tiên tháng 7, tham gia với vai Xuân trong kịch Lan và Điệp tháng 8, live show lớn Có Những Niềm Riêng của Đàm Vĩnh Hưng tháng 10, ra mắt ca khúc Rất Buồn tháng 11 năm 2019. Cuối tháng 12 năm 2019, anh cho biết sức khỏe chưa cho phép để anh có thể quay lại sân khấu và sẽ trở lại khi sức khỏe tốt nhất. Hoài Lâm đã gặt hái một số thành công nhất định trong năm 2020. Tháng 5 năm 2020, anh ra mắt ca khúc Hoa Nở Không Màu của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Phiên bản acoustic của bài hát đã thu hút nhiều quan tâm từ khán giả và đạt đến top 3 trending âm nhạc của YouTube Việt Nam.
Tháng 6 năm 2020, anh tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường ra mắt ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi. Anh cũng cho ra mắt các ca khúc nhạc phim Chỉ Cần Được Bên Em, phim Sứ Mệnh Sinh Tử, Cô Đơn Trong Nhà Mình, phim Vua Bánh Mì. Anh còn với hoạt động nhạc rap với nhiều nghệ danh như Lộc AK, Dăng HL, Dăng Luli. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, trên trang Facebook cá nhân của Hoài Lâm thông báo đạt nút vàng từ YouTube với con số 1 triệu lượt theo dõi. Tháng 1 năm 2021, ca khúc Hoa Nở Không Màu của anh đạt giải Bài Hát Của Năm của Giải Thưởng Âm Nhạc Cống Hiến. Khi đang ở giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp, nam ca sĩ vướng không ít ồn ào liên quan đến chuyện đời tư khiến công chúng ngán ngẩm. Tháng 11 năm 2016, nam ca sĩ công khai chuyện tình cảm với bạn gái kém 2 tuổi là Hoàng Bảo Ngọc, cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc. Thậm chí anh còn thừa nhận đã yêu nhau từ năm 16 tuổi bất chấp sự phản đối của gia đình hai bên. Chia sẻ này khiến giọng ca sinh năm 1995 vướng không ít chỉ trích từ phía dư luận. Mặc cho những ồn ào liên quan đến mình, thậm chí từng được Hoài Linh và nhiều đàn anh trong nghề thuyết phục, song Hoài Lâm vẫn chứng nào tật nấy. Những câu chuyện tình cảm của nam ca sĩ xuất hiện dày đặc trên mặt báo khiến nhiều người ngán ngẩm. Sau đó, anh tiếp tục vướng ồn ào khi thừa nhận từng 2 lần sử dụng chất kích thích vì gặp áp lực trong công việc. Điều đó tiếp tục khiến giọng ca như những phút ban đầu bị ném đá. Tháng 7 năm 2019, anh tuyên bố đã đăng ký kết hôn với Bảo Ngọc, đồng thời cũng đã tổ chức đám cưới. Từ năm 2020 đến nay, anh hiện có 2 con gái là Vi Lâm và Vi Lam. Trong một bức hình rò rỉ trên mạng xã hội, nam ca sĩ và bạn gái ngồi bên nhau, trên tay anh là một em bé bụ bẫm. Tiếp đó, anh khóa Facebook và tuyên bố nghỉ hát trong vòng 2 năm khiến người hâm mộ hoang mang. Trước sự thay đổi của người con nuôi, Hoài Linh thẳng thắn, giờ Hoài Lâm có lộc mà không biết giữ, tôi nói không nghe thì đành chịu. Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Bảo Ngọc xác nhận đã ly hôn với anh bằng dòng trạng thái trên Facebook.